Mark One số 1 về Mark. Xin chào các bạn, mình là Linh Po. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mark One Channel. Ngày hôm nay trên bàn của mình đây chính là chiếc MacBook 12 inch. Và nó là một chiếc máy bất thường bởi vì nó được trang bị bộ vi xử lý Core i5 thay vì Core M như những bản trước đó. Và nó có những điểm gì khác thường, hãy cùng Linh Po và video ngày hôm nay để cùng tìm hiểu nhé. Điều đầu tiên đó chính là sản phẩm MacBook 12 inch của chúng ta từ đời 2017 sẽ có hai sự lựa chọn cho dòng chip Core i, đó là Core i5 và Core i7. Như vậy có thể nói rằng với dòng sản phẩm này, chúng ta sẽ có sản phẩm có hiệu năng mạnh mẽ, màn hình đẹp nhưng thiết kế vẫn đảm bảo được yếu tố mỏng nhẹ. Tuy nhiên, tùy chọn Core i5 và Core i7 sẽ chỉ xuất hiện khi các bạn mua sản phẩm có bộ nhớ trong là 512GB, còn những bạn khi mua sản phẩm bộ nhớ trong là 256GB vẫn sẽ chỉ là Core M mà thôi. Điều thứ hai đó chính là về RAM. Sản phẩm MacBook 12 inch này có tùy chọn lên tới 16GB RAM thay vì 8GB như những phiên bản trước đó. Khá là đáng tiếc khi tùy chọn dung lượng 12GB RAM này cũng sẽ chỉ xuất hiện trên phiên bản có dung lượng bộ nhớ trong là 512GB mà thôi. Điều thứ ba và chắc hẳn cũng là điều các bạn thắc mắc, đó chính là sản phẩm sử dụng CPU Core i này thì có sử dụng quạt tản nhiệt được hay không? Câu trả lời của mình đó chính là không. Lý do là bởi xung nhịp mà Apple để khá là thấp, chỉ là 1.3GHz đối với Core i5 và 1.4GHz đối với Core i7. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có khả năng Turbo Boost lên tới 3.2 và 3.5GHz. Và theo Apple thì thời gian sử dụng pin của sản phẩm MacBook 12 inch với con chip Core i này sẽ vẫn rất tốt. Điều thứ tư đó chính là chúng ta không có sự thay đổi nào khác về mặt thiết kế, tính năng, màn hình, bàn phím, vân vân và mây mây. Khá là đáng tiếc khi phiên bản này chúng ta vẫn sẽ chỉ có một cổng USB Type-C vừa dùng để sạc và để kết nối với các thiết bị ngoại vi. Điều cuối cùng về dòng sản phẩm này đó chính là về mức giá. Với mức giá trên 30 triệu cho một sản phẩm có cấu hình Core i5 chính là rào cản cho rất nhiều người. Với mức giá này chúng ta có thể chuyển sang dòng sản phẩm MacBook Pro 13 inch có Touch Bar rồi. Như vậy vừa rồi mình vừa chia sẻ với các bạn những điều các bạn cần biết về chiếc MacBook 12 inch đời 2017. Các bạn cảm thấy sản phẩm này thế nào? Đừng quên để lại một comment nhé. Và nếu các bạn cảm thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại một like, một share, một sub. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Goodbye.